Xin chào mọi người, mình là Nam Em. Hôm nay mình sẽ đưa hai đứa con mình đi qua 3K Shop của Mốt Khánh là bạn của mình để mua cái Nintendo Switch phiên bản OLED. Mình sẽ mua hai cái cho hai đứa con mình. Đứa con nhỏ, đứa con lớn ha. Chúng ta mua nhắn. Hello, xin chào. Chú Tài. Chú Tài qua bên đây. Hello, xin chào các bạn. Wow. Kìa, của con kìa, con lấy đi. Yay. Ok, con có thể xem cũng được luôn á. Không biết bố này có nhận con trai. Sao rồi, con trai con gái vậy? Đang tìm con gái. Đang tìm con gái nè. Đang tìm con gái nuôi 18 tuổi. Đúng rồi, hai cái màu trắng hết em. Cái đặc trưng của con này là màu trắng. Hiện tại có màu xanh. 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 Ok, đổi một anh chở lên đây. Mình chưa dắt chở. Như vậy là mình đã ghé mình mua hai cái Switch OLED về để thay thế cho hai cái Switch cũ của hai đứa con mình. Thì đứa con trai lớn mình đang chơi cái Switch V1, đứa con trai nhỏ mình đang chơi cái Switch Lite ha. Xíu mình sẽ so sánh hai cái Switch OLED này so sánh với lại từng cái đời này với Switch thường hoặc là Switch Lite cho anh em coi. Thì ngoài cái việc là nó thay đổi cái màn hình đó là màn hình OLED, còn ngoài ra thì cũng không có bất cứ cái thay đổi gì khác cả, kể cả cấu hình. Nói về cấu hình thì nó nâng cấp bộ nhớ lên double anh em ha. Còn thẻ game thì vẫn sử dụng hoàn toàn thẻ game cũ, những cái tay bấm cũ anh em đang có đó vẫn có thể chơi tiếp tục chơi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này ra và cùng mở hộp hai cái Switch OLED này ra và chúng ta sẽ coi trong hộp nó có cái gì rồi chút xíu so sánh chi tiết ha. Mở từng cái. Đây là lần đầu tiên mình đập hộp hai cái cùng một lúc đó anh em. Xưa giờ thì thật sự là lần đầu tiên đó. Trong hộp sẽ có hai cái như thế này. Chúng ta có cái thân máy ha anh em ha. Đây, thân máy Switch OLED model. Nó khác biệt là bây giờ cái đế của nó đó là anh em có thể dỡ như thế này. Xíu nữa sẽ chi tiết kỹ hơn về cái đế này. Hai cái. Có hai cái Joy-Con. Xíu mình sẽ cân thử cái Joy-Con này của OLED thì so với đời thường thì nó có khác biệt gì không. Xíu nữa sẽ làm việc đó. Đây là tiếp tục có hai cái Joy-Con, có hai cái bên đây. Trong hộp thì chúng ta sẽ có các HDMI, cục adapter, y chang được trước, không khác gì. Để coi, 39W 40W. Ok. Đây là cục sạc này. Hai cục sạc. Cáp HDMI mình sẽ không dùng, tại vì TV mình vẫn đang dùng sẵn cáp HDMI cũ. Trong hộp chúng ta có thêm cái đồ này nè, để chúng ta gắn hai cái Joy-Con lên để chúng ta chơi từ xa nếu muốn. Không biết con mình có muốn hay không mà không biết. Và hai cái dock. Ok. Dock bên đây. Rồi bấm bên đây, tháo rồi bấm ra. Rồi mình tháo dock ra. Bây giờ mình sẽ xếp cho nó gọn lại chút xíu rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Mình đã dọn dẹp nó gọn gàng hơn. Và đây là nội dung của hai cái bộ Switch OLED anh em ha. Thì mình nghĩ đây là những cái đồ mà anh em sẽ dùng để chơi nè. Thì chúng ta sẽ có hai cái thân máy chính nè. Cái hai cái Joy-Con, đây là cái tay để anh em gắn hai Joy-Con vào, đây là cái dock và cái cục nguồn. Về cái dock á thì cái dock của Switch thường nó có cổng HDMI và cổng USB-C. Thì trên cái Switch OLED thì chúng ta sẽ có thêm một cái cổng là cái cổng LAN để anh em có thể cắm cáp LAN vào nếu như anh em không muốn kết nối bằng Wi-Fi ha. Đây, cái cổng LAN nằm đây. Thì thực tế trên cái dock của cái Switch thường anh em muốn dùng cáp LAN thì anh em phải mua thêm cái chuyển USB sang LAN anh cắm vào thì mới được. Con này thì nó có sẵn cái cáp LAN ở đây thì không cần. Nhiều cái anh em cần cáp LAN. Cá nhân mình thì mình dùng Wi-Fi luôn. Và cái nắp của cái Switch này chúng ta có cái bản lề,
Còn cái nắp của cái dock mới này thì anh em tháo ra luôn, không có cần bản lề ha. Thì chúng ta nói về cái thân máy anh em ha. Đây là cái thân máy Switch thông thường. Đây là cái thân máy Switch OLED. Cá nhân mình thấy thì kích cỡ của nó là hoàn toàn giống nhau. Thực sự là giống nhau. Anh em có thể sử dụng những cái tay bấm của đời trước trên cái OLED, hoặc là tay bấm của OLED trên cái đời trước, giống nhau hoàn toàn luôn. Cái điều là chúng ta nhìn vô thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái màn hình của cái OLED nó đã to hơn rất là nhiều. Và màn hình của cái đời trước là màn hình LCD, cho nên là chúng ta nhìn thấy được cái viền bên trong. Màn hình của cái Switch đời trước là 6.2 inch, màn hình của này là OLED 7 inch, thì to hơn nhiều ha. Đó là cái khác biệt. Cái khác biệt thứ hai là chúng ta sẽ thấy cái phần đế đựng, cái stand. Đây là cái stand của cái đời trước, thì nó là một cái thanh lẫy ngang vậy thôi, rất là dễ bị rơi ra, dễ rơi lắm. Con mình làm rơi cái này mấy lần rồi đó, xong rồi mình phải tìm mình gắn lại. Còn cái stand của cái OLED thì chúng ta là cái stand này, đây. Chắc chắn hơn cái này bằng kim loại nè, kim loại có chữ switch, Nintendo Switch. Và chúng ta có thể có rất là nhiều cái góc để đứng, cái này chỉ cố định được một góc thôi. Này rất nhiều góc này, nằm ngang cũng được, nằm đứng cũng được. Cải tiến lớn nhất là cây này nó có cái stand bằng kim loại, rất là nhiều cái thế đứng. Còn cơ bản thì mình thấy là cũng như nhau nè, cái phần tản nhiệt phía trên, em nhìn tản nhiệt phía trên, vị trí tản nhiệt vẫn như thế. Rồi cái vị trí mà chúng ta gắn thẻ game vẫn như thế, nút nguồn, nút volume thì cũng nằm ở vị trí đó. Cái điều là nút thì của cái OLED thì nó bé bé hơn, bấm đẹp hơn chút xíu. Đó. Vị trí loa đằng trước, vị trí loa đằng trước á thì cái OLED nè, họ dời cái loa, cái thanh loa về đây. Chúng ta có hai cái loa hai bên đây ha. Còn cái thường thì hai cái loa nó nằm ngay ở chỗ này. Chúng ta nhìn thấy hai cái loa đây. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Hai cái loa. Mình sẽ thử cân nặng của cái thân máy của cái đời thường với lại cái thân máy của cái OLED anh em ạ. Để anh em coi. Thân máy của cái Switch thông thường là 300 gram, coi như là 300 gram đi ha. Thân máy của cái Switch OLED 320 gram là cái Switch OLED nó lớn hơn cái Switch thường 20 gram. Ok, đó là cái thân máy. Còn cái Joy-Con thử xem. Đây là Joy-Con. Hai cái Joy-Con 98-99 gram. Hai cái Joy-Con của Switch OLED. Thử hai cái Joy-Con Switch thường. Ok, tương đương nhau. Bây giờ mình sẽ thử gắn Joy-Con cho anh em coi. Đây là cái Switch OLED ha. Mình gắn Joy-Con của Switch thường vào. Bình thường. Đó, hoàn toàn bình thường. Giờ mình sẽ gắn cái Joy-Con của Switch OLED và Switch thường. Vẫn được luôn. Tương thích mà, tương thích qua lại. Anh em gắn lên để chơi. Chúng ta nhìn thấy cái Switch OLED màn hình nó đen hơn. Còn cái Switch thường màn hình nó bạc bạc, xám xám á. Khác biệt. Giờ cân thử. 400 gram là cái Switch thường. Switch OLED 421-22 gram là Switch OLED, nặng hơn 20 gram. Bây giờ mình sẽ mở lên cho anh em coi cái diện tích hiển thị của nó. Nó to hơn cái Switch thông thường như thế nào. Rồi còn sau đó thì mình sẽ set up cụ thể hơn. Tại vì mình sẽ chuyển dữ liệu từ hai cái Switch cũ này qua hai cái Switch mới. Thì nó sẽ mất cái thời gian. Thì mình sẽ làm cái video so sánh cái tốc độ tải game hay đồ gì đó ở trên cái mới với cái cũ, so sánh cái chất lượng hiển thị cái màn hình của trên cái mới cái cũ sau ha anh em ha. Bây giờ setup thì mất thời gian hơn nhiều lắm. Đó anh em nhìn cái diện tích hiển thị của đời trước với đời sau. Giờ mình sẽ mở một cái gì đó nó trắng nguyên trang đi. Rồi so nhanh. Chúng ta so nhanh cái kích thước và hiển thị của cái Switch trước với Switch sau. Anh em nhìn thấy cái viền của cái Switch đời trước á là cái ở trên nè, hai cái tay trắng nè. Nó khác. Đây mình để mình đổi cái tay lại đi cho anh em đỡ nhầm lẫn. Rồi, gắn lại Switch thường màu này đi ha. Vậy đi. Chim thôi là xong rồi, chút xíu rồi chúng ta lại bị nhầm lẫn. Đó. Rồi. Đây anh em coi.
switch thường là cái ở trên, switch OLED là cái ở dưới. Thì cái viền hiển thị của cái switch OLED nó đã mỏng hơn rất là nhiều so với cái switch thường. Và sau khi mình set up cái switch thường lên và mình chuyên chuyển hết data qua cái switch OLED này thì mình sẽ làm so sánh kỹ hơn về tốc độ load game, về cái hiển thị, về màu sắc, về cái trải nghiệm chơi game trên cái switch OLED này ha. Còn hôm nay là mình làm nhanh cái video là mình giới thiệu với anh em là trên tay và so sánh nhanh giữa cái switch thường với lại cái switch OLED nó như thế nào. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở cái video so sánh chi tiết hơn về gameplay và về chất lượng màn hình đồ này nọ và đánh giá và trải nghiệm anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. About the OLED model, Wing? It's very great. Yeah. What do you think about the OLED model?